Xin chào tất cả các bạn, thầy là Nguyễn Tuấn Cường, là người sáng lập và điều hành Học viện Phong thủy Minh Việt. Hôm nay chúng ta đến với bài học tiếp theo của bộ môn kinh dịch. Bài học này mình lấy từ ví dụ 1, trang 69 sách kinh dịch lục hào sơ cấp của Học viện Phong thủy Minh Việt. Nếu như bạn nào có sách, chúng ta lật đến ví dụ đó. Trong ví dụ này là một ví dụ hỏi về xem bệnh cho vợ là khi nào hết bệnh. Ngày Mão tháng Tý hỏi xem bệnh cho vợ được quẻ Trạch Thiên Quài hóa Thủy Thiên Nhu. Như vậy chúng ta sẽ thấy được rằng là quẻ này là đồng ở hào ba. Đúng không ạ? Rồi, ở đây chúng ta lại tiếp tục có hai dụng thần xuất hiện. Như vậy khi hai dụng thần xuất hiện thì chúng ta sẽ ưu tiên chọn dụng thần là hào động. Một dụng thân nữa là Tý Lâm Thế Tài, nhưng không đồng, không đồng, nhưng mà chúng ta sẽ thấy là có không vong. Đúng không ạ? Như vậy theo cái lý thuyết mà chúng ta lựa chọn hai dụng thân thì chúng ta thấy rằng là khi mà có hai dụng thân mà có một cái là hao đồng thì chúng ta sẽ ưu tiên chọn hao đồng. Cho nên là mọi người khi mà đọc tài liệu, mọi người không kỹ, mọi người sẽ thấy được rằng là theo cái công thức là cứ mặc định là chọn cái hao này hao đồng. Nhưng trong tài liệu thì không nói rõ, nhưng mà mọi người cần phải hiểu như thế này: khi chúng ta có hai hào là dụng thân, chúng ta đã chọn một hào dụng thân thì không có nghĩa là chúng ta bỏ qua luôn hào còn lại, mà hào còn lại cũng là một hào để chúng ta tham khảo. Chính vì vậy trong các cái video trước mọi người sẽ thấy là khi mà xuất hiện hai cái dụng thân một cái thì thầy luôn luôn nói rằng là chúng ta chọn hào này, còn hào kia dùng để tham khảo. Đó, thầy còn nói, nhưng mọi người để ý thì mọi người sẽ thấy được cái dụng ý trong đó. Còn ngày hôm nay luôn có luôn tiền cái video này, cái ví dụ này nó rất là hay, cho nên là mình sẽ nói rõ về cái chuyện đó. Tức là chúng ta đã lựa chọn một dụng thân rồi thì chúng ta hiểu rằng dụng thân đó là dụng thân chính, và chúng ta sẽ bám cái dụng thân đó nhiều hơn. Nhưng cái dụng thân còn lại không có nghĩa là chúng ta bỏ qua hoàn toàn, mà chúng ta vẫn có thể tham khảo và vẫn nên tham khảo cái dụng thân đó để mà bổ sung thêm luận đoán quẻ. Cũng như là video trước, nếu như chúng ta nhớ lại video xem quẻ về bệnh tật cho bố, đúng không, thì chúng ta sẽ thấy rằng ngoài cái hào 6 là chúng ta chọn dụng thân để chúng ta luận đoán là bệnh ở khu vực đâu, thì chúng ta vẫn sử dụng cái hào 1, nhớ không nhầm đó là hào 1 Lâm Huyền Vũ, để chúng ta bổ sung thêm cho cái luận đoán của mình. Video này cũng vậy, video này nó có cái hay hơn nữa. Video này hay hơn nữa là vì sao? Bởi vì chúng ta phối hợp luôn cả hai dụng thân. Tức là dụng thân này đồng ý chúng ta vẫn xem là dụng thân chính, nhưng mà lúc này là chúng ta phối hợp luôn cả hai dụng thân để chúng ta đoán ứng kỳ là khi nào là hết bệnh. Ở cái video trước mà khi chúng ta đoán bệnh cho bố thì chúng ta chỉ tham khảo thêm một chút xíu để mà luận đoán thông tin thêm mà thôi, nó không nhiều, thì ở video này nó sẽ nhiều hơn. Như vậy chúng ta sẽ thấy rằng là trống quẻ nhiều khi nó có sự biến thông, đòi hỏi chúng ta phải có đầy đủ trải nghiệm, chúng ta có kiến thức và chúng ta có sự nhạy cảm trong việc luận đoán quẻ. Rồi, chúng ta quay lại. Ở video này, dụng thân của chúng ta đó là Hợi Thủy. Chúng ta chọn ở đây là dụng thân chính bởi vì nó lâm hào động. Tiếp theo này chúng ta để ý thì là gì? Sẽ bị nguyệt phá nữa. Đúng không ạ? Hào Hợi sẽ bị nguyệt phá nữa. Còn hào Tý Thủy, đúng không ạ? Tý Thủy thì là lâm không vong. Chúng ta chọn hào Hợi làm dụng thân, đồng thời chúng ta phải tham khảo thêm hào Tý để chúng ta lấy bổ sung thêm thông tin, hoặc để chúng ta đoán những cái vấn đề liên quan này nè. Ứng kỳ ở video này là chủ yếu chúng ta sẽ nói đến ứng kỳ. Rồi, đầu tiên chúng ta sẽ thấy được rằng là hào 1, đúng không ạ? Cái hào dụng thân này là Hợi này, thì chúng ta lựa đoán dụng thân là Hợi. Vậy thì hào Hợi đầu tiên là chúng ta thể thấy rằng là bị nguyệt phá, đúng không ạ? Bị nguyệt phá. Vậy như thông thường mà chúng ta nói rồi, bị nguyệt phá thì sáng tháng là hết phá. Sáng tháng là hết phá. Nếu như mọi người đọc tài liệu, mọi người sẽ thấy trong tài liệu cũng có cái phần này, đúng không ạ? Trong cái quyển sách tài liệu của thầy cũng có những cái phần này. Tức là sáng tháng là hết phá. Hết phá có nghĩa là cái hào Hợi này không còn phá nữa, thì bệnh tật nó phải là ít nhất nó phải sáng tháng nó mới hết. Được chưa ạ? Ở đây là chúng ta sẽ thấy vì sao bệnh hết là bởi vì Hợi hóa hóa thân là hóa Hợi đầu sinh này, đúng không? Hóa Hợi đầu sinh cho nên là gì? Cho nên là vượng thôi. Đúng rồi, nó cứu được cái phá này, cho nên là bệnh này là bệnh sẽ không có ảnh hưởng đến tính mạng mà sẽ hết. Thì đầu tiên là cái thông tin đầu tiên mà chúng ta nói rằng là hào Hợi đang bị nguyệt phá phải ít nhất phải là sáng tháng nó mới hết. Rồi, tiếp tục. Vì là Hợi Thủy là hào động,
đúng không? Hợp đồng thì chúng ta lại lật qua cái phần cái chương ứng kia của chúng ta trong sách. Chúng ta nói rồi, đồng thì gặp trì gặp hợp, gặp trì là gặp chính nó, gặp trì là gặp chính nó, gặp hợp là gặp nhì hợp với nó. Vậy thì gặp trì là gặp chính nó, tức là gặp ngày hợi. Gặp hợp là gặp hợp với hợi, như vậy dân với hợi là nhì hợp, vậy là ngày dân. Vậy lúc này chúng ta có thể dự đoán thêm nữa, đó là ngày dần hoặc là ngày hợi mà sáu cái tháng tỵ, tức là qua cái tháng mới gặp ngày dần ngày hợi thì bệnh sẽ hết. Vậy qua cái tháng mới cụ thể là tháng nào? Để biết cụ thể là tháng nào thì lúc này chúng ta lại tiếp tục bay qua cái không vòng này để chúng ta luận. Lúc này chúng ta mới lấy thông tin ở cái hào dùng thân còn lại. Lúc này hào dùng thân còn lại là hào tí, đúng không? Hào tí đang bị không vong. Vậy chúng ta lại tiếp tục lật đến cái chương ứng kỳ. Ứng kỳ mà khi gặp không vong thì ứng trì ứng xung, hay là ứng điên ứng xung. Chính xác nói là ứng điên ứng xung. Điên tức là gặp chừng nó đấy. Còn xung là xung với nó. Điên là gặp chừng nó, tức là gặp thằng tí, đúng không ạ? Và xung là xung với chừng nó là gặp thằng ngọ. Như vậy là gì? Tháng tỵ hoặc tháng ngọ bệnh sẽ hết. Mà hiện tại thì đang là tháng tỵ, đúng không? Lúc mà hỏi quẻ thì đang tháng tỵ, vậy thì chúng ta sẽ chọn tháng ngọ. Nếu bệnh này là một bệnh dễ chữa, đúng không? Không có ấy khác thì chúng ta sẽ chọn tháng ngọ là gần tháng tỵ luôn. Vậy thì lúc này chúng ta kết nối cái thông tin lại với nhau, chúng ta sẽ thấy đoán được ứng kỳ của người vợ sẽ hết bệnh, đúng không? Đầu tiên là người vợ sẽ hết bệnh 6 cái tháng tỵ này mới hết bệnh, đúng không? Nói về tháng 6 tháng tỵ, nói về ngày là sang ngày hợi và ngày dần, và nói về tháng chính xác đó là tháng tỵ hoặc tháng ngọ, và chúng ta sẽ ưu tiên chọn tháng ngọ. Vậy chúng ta lúc này chúng ta lại kết luận rằng là gì? Người vợ này qua tháng ngọ, ngày hợi hoặc ngày dần sẽ là hết bệnh đó. Như vậy chúng ta lúc này quyết định là gì? Ngày hợi, ngày dần, tháng sau hết bệnh, yên tâm đi ha. Rồi còn đương nhiên nếu như, đúng không ạ? Nếu như mà mọi người vẫn muốn đoán thêm một chút xíu nữa là dựa hai cái ngày hợi và ngày dần thì ngày nào là sẽ được ưu tiên chọn hơn, hoặc là xác suất nó lớn hơn, thì chúng ta vẫn ưu tiên ngày hợi hơn, đúng không ạ? Bởi vì ngày hợi là ứng cái trí này cho nó vượng lên. Bởi vì dù sao nó hóa hồi đầu sinh, nhưng mà nó đây nó bị sung và đây nó còn suy trong ngày mạo, cho nên là dựa hai cái ngày hợi và ngày dần này thì chúng ta ưu tiên ngày hợi hơn. Vậy tóm lại kết quả chúng ta sẽ dự đoán là gì? Ngày hợi hoặc ngày dần vào tháng sau người vợ sẽ hết bệnh, và giữa ngày hợi và ngày dần thì khả năng ngày hợi là lớn hơn. Và nếu như chúng ta luận đoán một cách gọi là rút gọn lại thì là ngày hợi tháng ngọ người vợ sẽ hết bệnh. Như vậy là chúng ta vừa kết thúc cái video về việc chọn dùng thân, cũng như là video xem quẻ cho vợ. Hy vọng rằng video này là tiếp tục cung cấp cho các bạn những cái kiến thức mới, giải đáp cho các bạn những thắc mắc về việc chúng ta lựa chọn dùng thân, chúng ta phối hợp để sử dụng các cái dùng thân, sử dụng các cái thông tin, kết nối các cái thông tin giữa các dùng thân với nhau để chúng ta luận đoán quẻ, cũng như chúng ta luận đoán được ứng kỳ của sự việc, sự vật. Một lần nữa, nếu như các bạn thấy hay, các bạn hãy nhớ chia sẻ video này cho tất cả mọi người cùng xem. Và nếu như có bất kỳ một thắc mắc gì bổ muốn kinh dịch, các bạn hãy để lại ở phần bình luận phía dưới. Thầy sẽ giúp các bạn, chúng ta cùng nhau để khám phá những kiến thức vô tận của bộ môn kinh dịch. Xin chào, hẹn gặp lại các bạn, và nhớ hãy chia sẻ video này.